sang sông rồi trăng soi sáng ngời tình con chơi vơi thương đời đơn côi em vợ chia phôi đòi về miền xa lắc tôi thấy lòng quay quắt đau đớn hoài khôn ai xui tình duyên tan vỡ vẫn dương u sầu cay đắng đời bề dâu thâu đêm nhìn dân trăng sáng trong đời thương lắm đò ơi thâu đêm nhìn dân trăng xa mơ dáng em ngồi lỡ duyên trong tất cả anh em qua chặt hết cái vườn dừa đó cho tôi. Vườn dừa là của chung, không phải của riêng ai hết. Đi, em phải cho nó về kìa bà con. Nó kìa, để coi chúng tôi nó làm gì. Để coi nó nói gì. Của nó vậy. Ủa, vườn dừa của nó à? Bực bội quá. Mấy người đến đây để làm cái gì? Định gây chuyện nữa hả? Vườn dừa của tôi á, không có buôn bán gì hết. Mày đừng có làm bộ. Mày tính ăn riêng một mình chứ gì? Đừng có hòng. Vườn dừa này đâu phải của mày. Mày dám giữ riêng để làm giá phải không? Vườn dừa hết rồi á, mày lên giá, mày bán cái gì? Tôi không có nói điều đó. Mấy người chặt phá vườn dừa tùm lum hết á, sơ sát hết. Mai mốt con cái mấy người á, lấy cái gì làm nhà chứ? Mày lo xa quá rồi đó. Trước đây á, xứ này á, có ai cần thứ vườn nước này đâu. Dạo này tại vì người ta thu mua làm quán cà phê, karaoke, cho nên nó mới khan hiếm như vậy. Ừ. Nhưng rồi á, năm tới á, dừa nước sẽ cho lá sum suê trở lại. Mày chớ có lo mấy cái chuyện đó. Không có đâu. Tôi thấy á, vườn dừa nước ở bên rạch bên á, mấy người chặt phá tùm lum, bây giờ nó đang chết dần chết mòn kia kìa. Cứ như vậy á, thì ít lâu nữa ở cái xứ này không còn lấy một cọng dừa chứ đừng nói là lá dừa. Cô biết gì mà xía vô? À mà cháu bà năm bữa đi mà. Hèn chi binh thằng bảy đòi chầm chập vậy à. Đúng là rổ rác cạp lại một cặp mà. Nghe đâu á, cô á bỏ chồng vô đây á đi theo thằng bảy chứ gì. Hai người âm mưu chiếm lấy cái vườn dừa này làm của riêng phải không? Mấy người đến đây gây chuyện, đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Ai ăn nói hàm hồ? Người ta nói làm sao thì tôi nghe vậy thôi. Mà người ta nói đâu có sai. Đúng rồi. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà. Mấy người, mấy người có quyền gì mà nói tôi như vậy hả? Mấy người muốn gây chuyện á, đi chỗ khác đi. Tôi không có rảnh ở đây giải thích với mấy người đâu. Ai nói tới đây gây chuyện với mày? Tụi tao tới đây là để nói chuyện phải trái với mày. Cái vườn dừa nước này đâu phải là của mày. Mày lấy cái quyền gì mà giữ làm của riêng chứ? Tôi trông coi vườn dừa nước này bao nhiêu năm nay thì tôi có quyền giữ nó chứ. Thôi không nói nhiều nữa. Vườn dừa nước này vô chủ, ai thích thì cứ chặt. Mọi người cứ thả xuống chặt đi. Cơ hội làm ăn chỉ có một lần thôi. Trời. À, anh Bảy, anh Bảy. Thằng nào vô đây? Ai dám chặt dừa ở đây á, ta sẽ không chơi một ai đâu. Được rồi. Bình tĩnh lại anh Bảy. Để coi. Mày không tha ai á thì mày làm được gì chứ? Chặt dừa đi ba con. Chặt anh đi. Bảy à, anh Bảy bình tĩnh lại đi. Tôi Thêm à, tôi xin anh Bảy đó. Thêm bỏ ra tôi ra đi. Đừng anh Bảy à.
Tôi không thể để cho tụi này chặt dừa được. Anh Bảy ơi, tôi nói một lần nữa, ai mà dám vô chặt dừa thì không xong với tôi đâu. Không xong á? Mày làm được cái gì hả? Vô đây, ngon vô đây. Được rồi. Anh Bảy, đừng mà. Anh Bảy, cẩn thận anh Bảy. Đánh người kìa. Ta đánh người. Tôi không sao. Không được để tụi nó phá vườn vừa nước. Trời ơi, anh Bảy. Bà con ơi, bà con, giúp giùm với. Có ai? Gì vậy? Hả? Bác ơi. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Hả? Không được phá vườn vừa. Lúc này là lúc nào rồi? Còn vừa nước với vừa cạn. Mau đưa thằng Bảy nó đi trạm xá đi. Người nó bầm dập hết rồi. Thiệt tình, mấy người đó đúng là mất hết tính người mà. Đánh thằng nhỏ ra nông nổi như vậy nè. Cũng vì rừng dừa nước mà ảnh ra như vậy đó gì. Mấy người đó muốn chặt bán rừng dừa mà ảnh không chịu. Chịu sao thấu. Cái vườn dừa đó tuy là không phải của thằng Bảy, nhưng bao nhiêu năm nay rồi, một tay nó bảo vệ, nó chăm sóc cái vườn dừa. Sao mấy người kia muốn nói chặt là chặt làm sao? Thiệt tình, đúng là ý mạnh hiếp yếu mà. Nguyệt đi học chưa gì? Nó đi học rồi. Vì dỗ hoài nó mới chịu đi đó. Thôi, để dì đi ra chợ mua một ít thịt bò về nấu cháo cho nó ăn nó lợi sức. Dì à, dì ở nhà với ảnh đi, để con đi cho. Thôi, đâu có được. Bay ở đây lạ nước lạ cái, đường xá lại không có rành. Để dì đi cho nó lẹ. Dạ. Thôi, bay ở nhà dì đi cho nó lẹ. Dì Năm ơi, dì Năm. Dì Năm, dì Năm ơi. Ôi, dì lát dì. Nữa, dì Năm mua thêm giùm con mấy trái cam nha. Để con pha rồi. Nước cho ảnh uống. Rồi, nhớ rồi. Hạnh phúc quá, hèn chi cô nàng nạt bỏ đi cho bằng được. Ê, cái thằng kia, mày còn xuống đây làm gì nữa? Ở trên trển á, mày hành hạ nó chưa đủ hay sao? Tôi đòi đi hồi nào? Chính anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà mà. Tôi không theo anh về đâu. Anh đi đi. Cô có quyền gì đuổi tôi đi? Đi theo tôi về. Đi. Đâu, đi về. Không có được. Đi. Đi về cùng tôi. Buông ra. Buông ra. Anh Bảy. Nè, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Tôi là chồng của Thêm. Chắc anh là anh Bảy phải không? Anh Bảy Đò phải không? Phải, tôi là Bảy Đò. Sao anh biết tên tôi? Chuyện của anh á, với vợ tôi, cả làng cả xóm này, ai mà không biết? Chỉ riêng duy nhất của mình tôi là tôi không biết thôi. Tôi không còn là vợ của anh nữa. Tôi đã làm đơn ly dị anh rồi mà. Tôi xin anh
anh tha cho tôi có được không? Ê, cái thằng ôn dịch kia, hả? Mày mà không đi khỏi cái chỗ này là mày biết tại tao. Đây là xứ Rạch Dừa của tao, chứ không phải ở nhà của mày. Mà mình muốn làm gì thì làm nha. Chuyện của gia đình tôi, mắc mớ gì mà bà lo? Mày bây giờ á, cô có theo tôi về không? Hay là tôi phải la làng la xóm ở đây? Hả? Đem bỏ chồng theo đây, hả? Anh nói cái gì vậy? Mày đừng nói vậy chưa ký á. Cô á, vẫn là vợ của tôi. Hả? Anh đây là chồng của cô Thiệt Hả Thêm. Còn mày nữa, mày lấy vợ người ta, mày không biết nhục hả? Mày nói cái gì? Bình tĩnh lại con ơi. Bỏ người ta, bỏ lặng cho ơi. Nó lấy vợ của tôi nè. Vì xử nó tôi thì không biết gì hết hả? Anh ơi, tôi xin anh, tôi lại anh mà. Anh đừng có đến đây phá nhà người ta nữa được không? Tôi sẽ theo anh về mà. Suốt bao nhiêu năm nay, có bao giờ anh coi tôi là vợ chưa? Anh suốt ngày rủ về bê tha, anh có biết vợ anh như thế nào không? Không biết. Mà tới đây tôi tìm cô hả? Không nói nhiều nữa, cô hãy theo tôi về. Nhanh lên. Con đừng có theo nó về. Con mà theo nó về, biết đâu vậy trên đó nó sẽ hành hạ con nhiều thêm nữa thì sao? Buông tôi ra, tôi không theo anh về đâu. Cô mà không về coi chừng thằng ấy đò đó. Anh định làm cái gì hả? Anh làm ơn đừng có gây chuyện nữa. Cái thằng Mỹ Đỏ thì cô cứ yên tâm, nhưng con Nguyệt á thì coi chừng đó nha. Nè, mày nói cái gì? Nó không yên ổn đâu đó. Mày nói cái gì đó? Mỹ Đỏ à? Buông tôi ra. Trời ơi, đi theo tôi. Bình tĩnh lại đi con. Con xuống đây. Tôn Dương á, là con theo tôi về. Buông tôi ra. Đi. Buông tôi ra đi. Đi xuống. Đi, nhìn lên. Nhìn lên. Tôi không có rảnh nữa nha. Cô có muốn tôi la lên cho cô xấu hổ không? Hả? Đi. Cô còn liên tiếp gì cái thằng này nữa? Đi. Đi gì? Cô còn liên tiếp cái gì nữa? Hả? Ba. Quyền, có chuyện gì vậy con? Ba ơi, dì Thêm đi rồi. Quyền, nói cho ba nghe đi. Ba ơi, dì Thêm đi rồi. Ừ, ba biết rồi. Biết rồi, sao ba còn đứng đây? Con thấy ông kia đưa dì Thêm đi rồi. Con biết đưa dì Thêm đi đâu nữa. Nhưng mà mới dữ lắm ba ơi. Thôi, con hãy để cho dì Thêm đi đi con. Bà lấy cớ gì để giữ dì ấy lại chứ? Nhưng ba phải giữ dì Thêm lại cho con. Đi đi ba. Giữ dì Thêm lại đi ba. Lại đi ba, ra bánh đò đi. Không còn kịp đó ba. Thôi mà, ba sợ là không kịp đâu con. Hay là thôi đi con. Con không chịu đâu, đi ba. Con rất thương dì Thêm. Mẹ đã bỏ ba con mình đi rồi. Giờ ba lại để dì Thêm đi nữa hả? Con không chịu đâu. Đi đi ba, lẹ đi ba. Đi lên ba. Có thiệt là Thêm chưa tìm được người thích hợp hay không? Sao? Thêm nói cho tôi nghe đi. Giờ thì tìm được rồi.
Nhưng mà em sợ người ta không ưng. Ai không ưng người tốt như Thêm đây? Thì anh bẫy chứ ai. Hả? Thêm, Thêm, Thêm. Lẹ lên ba. Trời ơi, dì Thêm đi mất tiêu rồi kìa ba. Con nói thiệt mà, dì Thêm đi thiệt rồi kìa. Bực bội. Con nói thiệt ba không tin. Thôi mình về đi, dì đi xa lắm rồi. Trời ơi, ông trời thật quá ác, rừng về nước tan hoang hết rồi. Ta ra đây mà không nói gì hết vậy? Thêm có biết là Thêm đẹp lắm không? Anh Bảy nói sao? Thì Thêm có thấy là Sang đẹp lắm không? Đẹp. Nhìn Thêm xinh ghê vậy đó. Dạ. Lá sen xanh ghê. Anh Bảy, sao đang nói chuyện lại lái sang chuyện khác vậy? Thì tại số tôi khổ quá nên tôi không dám nói thiệt. Em không hiểu, không dám nói thiệt là sao? Nếu như Thêm quyết định ở đây rồi á, Thêm có chọn được nhà nào để ở luôn chưa? Hỏi lăng nhách à? Thì ở nhà gì Nam? Không phải, ý tôi muốn hỏi là ở tới Răng Long á. Răng Long Đầu Bạc á hả? Là ở suốt đời á hả? Vậy chưa, vậy ý anh Bảy là... Ý tôi là giống như một trai một gái. Tôi muốn cầu anh Bảy nói đi, sao mà ấp úng hoài vậy? Tôi muốn cầu hồn Thêm. Hả? Cái gì? Không, tôi muốn cầu hôn em. Anh Bảy nói gì kỳ vậy? Thôi tôi lỡ lời rồi, tôi không dám nói điều đó với Thêm đâu. Sao ngộ vậy? Thật ra thì nếu như tôi giải quyết xong chuyện ở Sài Gòn, tôi sẽ về quê sống với anh Bảy. Hả? Thêm ở với tôi? Tôi ở với dì Năm. Thêm ở đây luôn là tôi vui rồi.
canh này nêm bao nhiêu muối thì đủ? Tùy con, nêm bao nhiêu thì nêm, bà cũng không biết. Giá mà có gì thêm ở đây thì tốt biết mấy. Chết chưa, không có gì thêm ở đây là mình không xong rồi. Ba ơi, đừng có uống rượu nữa, ăn cơm đi. Làm bể cái chén đó. Nếu mà có gì gì thêm ở đây thì con tiêu đời rồi. Nhưng con vẫn muốn bị la. Không nói nữa, ăn lẹ lên đi rồi dọn dẹp. Bám ăn hả? Con nói không ngon bằng gì đâu. Nhưng ba uống rượu mà không ăn là đau bụng đó. Sao con nói hoài vậy? Ăn lẹ đi. Giá mà có gì thêm mặt mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Con sẽ không làm bể chén để khỏi bị ba la. Ba không ăn hả? Ba đi đâu vậy? Ba ăn chút cơm đi. Về Chính ơi, bán cho con xì rượu đi. Ủa chú Bảy, sao bữa nay tới đây uống vậy? Coi bộ chú uống ở đâu trước rồi ha. Thôi sai rồi, đừng uống nữa. Trời ơi, con kêu về Chính bán thì về Chính cứ đưa ra đây đi. Bộ tưởng là tôi không có tiền hả? Ý chết, tôi không có ý vậy đâu. Tôi thấy chú có vẻ sai á, nên tôi sợ. Trời ơi, tôi đang muốn sai mà. Dì cứ để cho tôi ở đây một mình đi. Để cho tôi chai rượu đi mà. Rồi, được rồi, để tôi lấy. Nè, có dùng mồi gì không? Không cần đâu. Chiêu cà mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng giải dầu. Chiêu này tôi chẳng bán đâu. Tìm em không gặp họ. Ủa, ba đi đâu vậy ta? Giờ này chắc qua bà Chín nhậu rồi. Phải đi kêu ba về mới được.
Chính, bà Chính có thấy ba con đâu không? Kìa, năm xỉn rồi kìa. Ủa ba, ba làm gì mà uống nhiều quá vậy? Ba về với con đi. Về cái gì, đang uống mà. Ba. Bà Chính ơi, bà Chính phụ con đỡ ba con về đi. Chờ bà làm xong cái dĩa mồi á rồi bà đưa ba con về. Dạ. Mình. Út Nhớ. Út Nhớ. Út Nhớ. Út Nhớ. Mình. Út Nhớ. Mình. Mình khỏe không mình? Út Nhớ còn sống sao? Mình ơi, em không có lỗi đâu, nhưng em nhớ mình và con lắm. Anh biết rồi, em đừng nói nữa. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Em đừng bỏ con, đừng bỏ anh nghe. Út Nhớ. Út Nhớ. Út Nhớ. Em đừng đi. Út Nhớ. Út Nhớ. Ba. Em đừng đi. Ba. Ba làm mơ gì vậy ba? Ba. Ba làm mơ thấy gì hả? Chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi con. Ba không sao đâu. Ba thương con lắm. Làm gì mà trẻ nhiều củi vậy? Nhà mình còn củi để nấu mà ba. Trong nhà còn nhiều, nhưng mà ba chạy sẵn để đó. Mai mốt không có ba ở nhà, còn có cái để mà nấu nha. Ủa ba đi đâu mà không có ở nhà? Thì ba nói vậy thôi, không có gì đâu. Thôi con đi đánh răng rửa mặt đi, còn đi học nữa. Ủa hôm nay chủ nhật mà ba. Ba quên. Nè ba dặn nè, mai mốt đi học á còn nhớ ăn sáng cho đàng hoàng nghe, không được chìm đói. Ủa sao hôm nay ba kỳ vậy? Ba gan nhận tùm lum nữa, con lớn rồi, con biết sẽ tự lo, ba khỏi lo. Con gái ba ngoan quá. Dạ. Con gái ngoan của ba. Ba đi công chuyện tí ba về. Nhưng con cũng muốn đi theo. Con gái ngoan của ba, tối nay qua nhà bà Năm ngủ nghe. Dạ, vậy chừng nào ba về? Xong việc ba về liền với con nghe. Con qua nhà bà Năm ngủ, đừng có quậy nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi. Thank you.
Ba đi nghe con. Dạ. Sao con qua đây? Ủa? Rồi ba con đâu? Ba con đi rồi. Nhưng hôm nay ba con kỳ lắm nội Nam. Ba con kỳ? Là kỳ sao? Nói cho bà nghe coi. Dạ, ba con nói là có công chuyện, nhưng mà không cho con đi theo. Rồi hồi sáng ba còn giải củ nhiều lắm, còn dặn con tùm lum hết rồi. Thì chuyện của người lớn mà. Ba con đi làm. Thôi, tối nay con ở lại đây ngủ với bà đi. Rồi sáng mai bà đưa con về nha. Dạ. Đi, đi qua đây ngủ với bà. Ngủ đi con. Con sao vậy? Con có thấy buồn ngủ. Con thấy buồn ngủ hả? Dạ. Thôi, để bà hát bà ru cho con ngủ nha. Dạ. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bận khuân nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Không biết rồi cuộc sống của cha con mày sắp tới sẽ ra sao đây nữa. Chiều chiều quả nói với diều, ngã ba sông lớn thì nhiều cá tôm. Thank you.
Ông Nha, em đâu rồi? Sao em không về với anh? Anh đã biết lỗi của anh rồi mà. Em tha lỗi cho anh đi. Ông Nha, anh đừng buồn nữa, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Út Nhớ, là em sao? Em chịu về với anh rồi sao? Út Nhớ, Út Nhớ, Út Nhớ. Sao không về với anh? Út Nhớ, Út Nhớ, anh biết lỗi rồi, em hãy tha lỗi cho anh đi. Út Nhớ, Út Nhớ. Anh Bảy, em đang ở đâu? Út Nhớ, anh đừng buồn, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Út Nhớ, Út Nhớ, em đang ở đâu? Út Nhớ, Út Nhớ ơi, em đang ở đâu? Út Nhớ, Út Nhớ, em đang ở đâu vậy? Út Nhớ, em đang ở đâu vậy? Út Nhớ, Út Nhớ. Bà Năm ơi, bà Năm, trời ơi, bà ra lẹ đi, thằng Bảy Đỏ nó chết đuối ở ngoài kia rồi kìa. Bảy Đỏ, Bảy Đỏ, Bảy Đỏ ơi, sao mà vậy đây? Bảy Đỏ, Bảy Đỏ đâu rồi? Bảy Đỏ, Bảy, Bảy Đỏ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, Bảy con ơi, mẹ ơi, mẹ, con ơi, Bảy Đỏ ơi, Bảy Đỏ ơi, Bảy sao mày không ở lại chụp hình với mọi người mày? Ai cũng kiếm mày trong đó hết á. Không, tao không thích đâu, màu mè lắm mệt. Cho tao mượn cái bằng mà chút xíu coi. Nè cầm giùm tao đi. Bằng của mày á, sao mày không coi? Coi ké xíu. Chà, loại giỏi luôn nha. Dữ thiệt, hèn chi á, cầm bằng đi te te ra đây à. Chứ sao mày, tao á phải cố gắng á, móc từng điểm như là móc lúa vậy đó, cho nên mới được như vậy. Thôi trả tao, đừng coi nữa. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Nè,
Còn mày sao? Loại gì? Đưa tao coi coi. Tao á, chỉ lợi khá thôi, thua mày một bậc. Nhưng mà như vậy cũng đạt chỉ tiêu rồi. Tại mày á, phải cày suốt ngày, cho nên á, đạt được lợi khá là rồ lắm rồi. Ê, mày định sao? Tính về quê hay là ở lại Sài Gòn lập nghiệp? Mày nghĩ sao hả mà tao phải về quê? Tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành quản trị kinh doanh như tao á, thì có hàng tá công ty, tập đoàn lớn ở đất Sài Gòn này mở cửa chào đón tao. Hơi đâu á mà phải về quê cày ruộng mày. Nhưng mà tao nhớ mấy lần á, ba má mày gọi điện thoại á là kêu mày về quê mà. Tao có điều kiện như mày á là tao cũng về quê luôn rồi. Nhưng mà tao á thì không muốn về quê. Về đó bó gói cho ông già tao ổng sai bảo thôi, chứ đâu có làm được việc gì lớn đâu. Vậy theo mày á, như thế nào gọi là việc lớn? Thì là làm một quan chức cao to nè, trong một tập đoàn đa quốc gia, đi công tác bằng xe hơi nè, máy bay nè, lương á thì tính bằng đô la. Vậy thôi. Mày ráng nằm mơ đi nha cưng. Mới ra trường như mày á, ai mà tuyển mày vô vị trí đó? Hứ, sao mà mày cứ canh me á, tạt gáo nước lạnh vô mặt tao hoài vậy? Tao á, tin tưởng, tự tin có cơ sở chứ bộ. Tao không có ý là tạt gáo nước lạnh vô mặt mày đâu. Nhưng mà chẳng qua là tao muốn nói với mày là cái nào là cái thực tế thôi. Thôi thôi thôi, tao không nói nữa. Tụi mình đi vô khoa trả áo đi, rồi đi ăn mừng nữa. Tụi thằng Bảnh đang đợi hai đứa mình ở quán bà Tư Ú á. Thôi mày đi trước đi, tao còn phải đi dạy thêm nữa. Dạy xong á thì tao chạy qua tụi bay. Lâu lâu mới có một ngày vui. Mày xin phụ huynh á nghỉ dạy một bữa đi, không được sao? Không được đâu mày ơi. Thôi mày đi trước đi, lát tao ra sao. Thôi được rồi. Đó, ông của mày kìa, tao đi trước đây. Ê ê ê, mày đi đâu vậy? Tao lên khoa trả áo chứ đâu. Sang sông rồi trăng soi sáng người, tình còn chơi vơi thương đời đơn côi, em vợ chia phôi đòi về miền xa lắc, tôi thấy lòng quay quắt đau đớn hoài khôn.